Machu Picchu. Và đội 2 vẫn là đáp án C. Các bạn có theo dõi thông tin này không ạ? Dạ rất kỹ ạ. Rất kỹ. Dạ. Bạn Đăng Huy lúc nào cũng rất kỹ. Còn bạn đội 2 thì sao? Em có coi thông tin này trên báo Tuổi Trẻ. À, coi xem. Dạ. Bạn thấy kết quả cuộc bình chọn này như thế nào? Bạn có hài lòng không? Thì em nghĩ là cái này là do khán giả bình chọn. Thì có thể là khách quan và nhiều luồng tư tưởng khác nhau. Thì em nghĩ là cái đó tùy vào ý kiến của khán giả, mỗi người mỗi ý. Kết quả của giải thưởng này thì phần nhiều là do các người sử dụng Internet bình chọn và hoặc qua điện thoại. Tuy nhiên hiện nay chúng ta cũng thấy ngay cả UNESCO cũng đã lên tiếng phản đối về giải thưởng này và cũng gây ra rất là nhiều sự tranh luận, nhưng mà chúng ta cũng hãy chờ xem thời gian tới như thế nào. Bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta đó là đáp án C, Machu Picchu. Và xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Kim tự tháp Chichen Itza là quần thể di tích thuộc quốc gia nào? A. Ai Cập, B. Mexico và C. Peru. Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Các bạn phải hết sức thận trọng ở câu hỏi này. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án B, đó là Mexico. Đội 2 đáp án B. Tại sao các bạn không chọn ở đáp án A? Thường ở kim tự tháp ta nói ở Ai Cập. Tại sao vậy? Vì cuộc chọn này em theo dõi rất kỹ thì em biết chắc là... Bạn cũng theo dõi nữa, cuộc bầu chọn nào bạn cũng có theo dõi hết. Dạ. Còn đội 2? Nó là cái thứ 7, cái kỳ quan thứ 7 trong 7 cái kỳ quan mới công nhận. Và kim tự tháp cũng là một trong những kỳ quan ở lần 7 kỳ quan thế giới cũ phải không ạ? Dạ. Còn ở kỳ quan mới có không ạ? Kỳ quan mới có nhưng ở Mexico, còn cho nên người Ai Cập người ta đang phản đối. Đại kiện phải không ạ? Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi có phải đáp án chính xác không ạ? Bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Mexico. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Antonin Lavoisier đã tìm thấy chất khí nào sau đây để đặt nền tảng cho ngành hóa học hiện đại? A. Oxygen, B. Hydrogen và C. Cobalt. Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Oxygen, Hydrogen hay là Cobalt? Các bạn chọn đáp án nào? Đội 1 các bạn hình như hơi lung túng, đội 2 cũng đang bàn cãi. Bây giờ là phần trả lời dành cho cả hai đội. Mời đáp án của hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án C, đó là Cobalt. Cái này chắc không có theo dõi đúng không? Phải không? Nhìn vào gương mặt của các bạn, ánh mắt của bạn tôi thấy sự nghi ngờ trong đó. Không có chắc chắn lắm đúng không? Rồi, đây đây cũng C nữa. Lý do là sao các bạn chọn đáp án C ạ? Cái này theo em suy luận. Cái này là theo em suy luận thôi. Rồi, suy luận tại, sao kể cho tôi nghe. Oxy thì oxy và hydro thì hai cái nền tảng này, hai cái nguyên tố này là không thể thiếu từ khi loài người mới bắt đầu xuất hiện. Đúng đó rồi. Là hai nguyên tử nước trong nước. Đúng. Em nghĩ là cái câu C là cái có thể là câu nhà bác học đó mới tìm ra để đặt nền tảng cho nền hóa học sau này. Ủa tại sao những cái không thể thiếu người ta không lấy làm nền tảng mà lấy những cái có thể thiếu làm nền tảng? Cái chất này có một cái yếu tố nào đó phù hợp với là để nó có một yếu tố gì đó phù hợp mà mình chưa có biết phải không? Dạ, đúng rồi. Chưa biết mà cũng chọn, gan thiệt. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta đó là đáp án A, oxygen. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Đỉnh Mont Blanc của dãy núi Alps có chiều cao bao nhiêu mét so với mực nước biển? Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Các bạn hết sức lưu ý, đó là một con số nguyên không có dấu chấm, không có dấu phẩy trong đáp án của mình. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Các bạn cố gắng đưa ra một con số gần với đáp án của chúng tôi, hoặc tốt hơn nữa là một đáp án chính xác. Mời đội 1. Các bạn đưa ra con số là 3.195. Đội 2 đưa ra con số 5.900. Có một sự chênh lệch cũng khá lớn. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 4.810. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi một lần nữa ai là người trả lời chính xác. Đó là cô Luna.
Và chúng ta nhận thấy trên màn hình của Luna đã trả lời hoàn toàn chính xác đáp án này. Quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua vòng 2 của chương trình. Và trước khi bước sang vòng 3 chúng ta, và trước khi bước sang công bố kết quả của vòng 2, mời quý vị và các bạn hãy theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Chúng ta vừa theo dõi một vài hình ảnh của các thí sinh hiện nay cũng đã có mặt tại trường quay. Và trong theo những hình ảnh vừa qua, chúng tôi nhận thấy rằng có một điều rất là đặc biệt là hình như đội 1 các bạn quan tâm tới chiếc xe nhiều hơn, phải không ạ? Mục tiêu của các bạn hôm nay đến đây có phải là mang chiếc xe đó về để tối nay đi bão không ạ? Còn đội 2 thì sao? Tôi thấy các bạn không có quan tâm tới chiếc xe, để ý tới điện thoại di động thôi, phải không ạ? Dạ không, anh nhìn kỹ thì tụi em núp ở sau cái điện thoại, tức là tôi đứng sau chiếc xe. Tức là vừa điện thoại mà vừa chiếc xe luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần kết quả của vòng 2 vừa rồi. Và xin chúc mừng đội 2, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Chúc mừng đội 2. Và xin chúc mừng cho quý khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Luna, có số điện thoại di động 0909 527 748. Và trên màn hình chúng ta cũng thấy nàng Luna. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0909 527 748, đã nhận phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Và xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang vòng 3 của chương trình. Nhưng trước khi bước sang vòng 3, mời quý vị và các bạn một lần nữa dành ít phút cho quảng cáo. Hãy thưởng thức Zorok, một loại bia hương vị độc đáo chưa từng có trước đây. Zorok kết hợp hai loại lúa mạch khác nhau để cho ra đời một vị bia hài hòa nhất. Với thành phần thiên nhiên tinh khiết, Zorok đậm hương vị tự nhiên như chính thiên nhiên. Zorok, một loại bia tuyệt hảo, bạn cứ muốn thưởng thức và thưởng thức mãi. Zorok, hai loại lúa mạch, một vị bia độc đáo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 3 của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng 3 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu tham gia vào chương trình. Cũng như vòng 1 và vòng 2, chúng ta hãy chọn một trong ba biểu tượng để xuất hiện tại trường quay của chúng tôi. Ở vòng 1 là chúng ta giành chiến thắng của điện thoại di động Sony Ericsson, đầu tiên là Sony Ericsson VK200i đó, dành cho nàng Kitty. Và ở vòng 2 là nàng Luna, biết đâu ở vòng 3 có thể là chàng Thomas thì sao, phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1 của vòng 3 có nội dung như sau. Loài cá nào sau đây là động vật có vú? A. Cá voi. B. Cá đuối. Và C. Cá mập. Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Đây là ba loài cá chúng ta đều rất là quen thuộc, nhưng có bao giờ các bạn có quan sát đó là loài động vật nào có vú? Chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn đưa đáp án A là cá voi. Bạn Tuấn Thanh ơi, tôi thấy bạn thờ ơ với đáp án quá. Bạn có thấy đội của mình đúng không ạ? Cá voi là loài cá được mệnh danh là thông minh nhất gần với loài người. À, gần với loài người. Còn đội 2 cũng là đáp án A luôn, phải không ạ? Chắc đúng rồi quá. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, cá voi. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta đến với lại câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á với tên SEA Games, tiền thân của SEA Games, được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào? A. Năm 1957. B. Năm 1959. Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn.
Các bạn cứ bàn luận đi ạ. Bây giờ các bạn đã có đáp án chưa? Mời đáp án của cả hai đội. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án Nga, đó là vào năm 1957. Và đội 2 đưa ra đáp án B, năm 1959. Vẫn còn đang tính toán phải không ạ? Nhưng mà đáp án đã đưa lên rồi thì không thể nào tính toán được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B, năm 1959. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Và chúng ta xin nhắc lại một ít thông tin về câu hỏi số 2 vừa rồi. Đó là SEA Games lần đầu tiên được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 1959. Bây giờ là nội dung của câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Chu Nguyện Hồn Ai là tác phẩm của nhà văn nào? A. Mark Twain, B. Harriet Beecher và C. Hemingway. Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Chúng ta đến với phần văn học một chút. Các bạn đã có đáp án chưa? Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án C, Hemingway. Và đội 2 vẫn là đáp án C. Tại sao lúc nào các bạn cũng cùng đáp án với nhau nè? Các bạn tin rằng đáp án này là đáp án chính xác phải không ạ? Dạ. Tôi cũng rất hy vọng như vậy. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, Hemingway. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước vào câu hỏi cuối cùng của vòng thi thứ 3. Đó là câu số 4 có nội dung như sau. Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào? Bây giờ mời quý vị và các bạn hãy trả lời chính xác câu hỏi này. Các bạn hãy nhớ, cuộc đua Tour de France lần đầu tiên, và đây là một cuộc đua rất nổi tiếng, rất là chông gai. Hầu như một coureur xe đạp nào, nhà nghề nào phải trải qua vòng thi này, vòng đua đi này thì mới được chứng minh đó là một trong những vận động viên chuyên nghiệp. Các bạn đã có đáp án của mình chưa ạ? Sau đây là đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra con số là 1918. Và đội 2 năm 1958. Cách nhau 40 năm. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là năm 1903. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát lại ai là người nhận được phần thưởng này. Nàng Luna, nàng Kitty hay chàng Thomas? Và trên màn hình chúng ta nhận thấy đó là nàng Kitty đã trả lời rất chính xác đáp án này. Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Đến với phần công bố kết quả của vòng thi thứ 3. Và chúng tôi xin được chúc mừng đội 2. Các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Mặc dù các bạn đưa ra kết quả không gần đúng bằng với đội 1, nhưng do đội 1 các bạn chỉ có 40 điểm, các bạn không có quyền được bước vào tranh giải của câu hỏi số 4. Và xin chúc mừng cho quý khán giả có số điện thoại di động 0973 778 081. Và trên màn hình chúng ta cũng thấy đó là nàng Kitty. Tôi xin nhắc lại, số điện thoại di động là 0973 778 081. Đã nhận phần thưởng là điện thoại di động Sunrison V880i. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang vòng thi cuối cùng để xác định xem ai sẽ là chủ sở hữu của giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire. Và trước khi bước sang vòng thi này, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo.
số may mắn thay cho lời cảm ơn của Mobifone. 3 giải đặc biệt, mỗi giải một ô tô Mercedes-Benz E200K 2007. 6 giải nhất, mỗi giải 1 năm sử dụng di động. 9 giải nhì, mỗi giải 6 tháng sử dụng di động. Và hàng nghìn giải khuyến khích. Mobifone, mọi lúc, mọi nơi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 4 của chương trình. Và giải thưởng của vòng 4 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một chiếc xe Super Xavier rất đẹp. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta còn chần chừ gì nữa, bắt đầu đăng nhập để tham gia vòng thi cuối cùng chương trình ngày hôm nay để nhận lấy giải thưởng cao nhất. Và chúng ta vẫn có tất cả là 4 câu hỏi. Bây giờ là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: diễn viên nữ nào sau đây đã tham gia cả hai bộ phim Dạ Yến và Mùa Quýt Chính? A. Châu Tấn, B. Trương Tử Di và C. Triệu Vi. Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Trong thời gian gần đây, chúng ta nếu theo dõi nền điện ảnh của Trung Quốc đã đưa ra những bộ phim rất hay. Và hai bộ phim mà chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn cũng là những bộ phim đang được rất là nhiều người yêu thích. Nhưng các bạn có để ý nữ diễn viên nào đã đóng cả hai bộ phim đó? Sau đây là phần trả lời cho cả hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án B, Trương Tử Di. Đội 2, các bạn đưa ra đáp án B, Trương Tử Di. Tôi đoán là các bạn thích Trương Tử Di lắm, thần tượng phải không ạ? Trương Tử Di là một nữ diễn viên rất xinh đẹp và tài năng. Trương Tử Di có đóng Dạ Yến, chắc chắn với các bạn. Trương Tử Di có đóng Dạ Yến, chắc chắn với đội 2 luôn. Có đóng Mùa Quýt Chính không? Không chắc, có không? Chắc không ạ? À? Chưa chắc. Chưa chắc thấy không? Tôi biết thấy mà các bạn chưa chắc. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Châu Tấn. Chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau: cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá quốc gia Đức mùa giải 2006-2007 do tạp chí Kicker bầu chọn là ai? A. Gomez, B. Blauser và C. Diego. Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Các bạn có xem giải vô địch quốc gia Đức không ạ? Thỉnh thoảng có xem thôi. Dạ. Thường thì các bạn xem giải nào? Giải Anh là thường. Chắc chắn rồi phải không ạ? Dạ. Còn đội 2? Cũng thường xem đá banh giải Ngoại hạng Anh. Giải Ngoại hạng Anh, còn giải Ngoại hạng Đức? Cũng ít quan tâm. Ít quan tâm. Dạ. Thế thì các bạn chọn đáp án nào ạ? Mời đội 1. Các bạn đưa ra đáp án C, Diego. Và đội 2, Diego, tại sao các bạn chọn tên này ạ? Tại vì em cái tên này em đã từng đọc báo nghe nhớ. Giống Diego Maradona vậy. Dạ. Phải không ạ? Còn đội 1? Em cũng theo dõi thông tin này rồi ạ, thì em nghĩ là Diego. Không có ấn tượng với mình. Có theo dõi thông tin phải không? Dạ. Rất đáng khen các bạn ạ. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, Diego. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời rất chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: tỉnh Bình Phước được tách ra từ tỉnh nào trước đây? A. Hậu Giang, B. Sông Bé và C. Bạc Liêu. Bây giờ là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Câu hỏi này mà cả hai đội trả lời không chính xác là các bạn sẽ bị tịch thu hết tất cả những giải thưởng có từ đầu chương trình tới giờ. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án B, Sông Bé. Đội 2, các bạn B, Sông Bé, các bạn có bị sợ bị tịch thu không ạ? Sợ mới có đáp án. May mắn là các bạn đã chọn đáp án đó cho nên các bạn không có bị tịch thu. Còn quý vị khán giả chọn đáp án nào ạ? Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đó là đáp án B, Sông Bé, không thể khác được phải không ạ? Và bây giờ là câu hỏi số 4, câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Cho nên quý vị và các bạn hãy hết sức tập trung ở câu hỏi này và thật là nhanh tay trả lời câu hỏi này. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau: chùa Giác Lâm, một trong những ngôi chùa cổ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, được bắt đầu xây dựng từ năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này ạ. Đó là vào năm nào? Các bạn hãy đưa ra một con số thật ấn tượng và điều ấn tượng, con số ấn tượng đó phải gần đúng hoặc là đúng với đáp án của chúng tôi. Bây giờ là đáp án của chương trình. Tôi nghĩ rằng đây là một năm rất là xa. Bây giờ là đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn đưa ra đáp án là 1892, thế kỷ thứ 19.
và đội 2 đưa ra 1750, thế kỷ thứ 18, giành lệch có một thế kỷ thôi. Trước tiên xin hỏi đội 1, các bạn thường theo dõi thông tin và từ đầu chương trình tới giờ các bạn cũng đưa ra một những đáp án khá chính xác. Các bạn lý do nào các bạn đưa ra con số 1892? Em thấy ngôi chùa này cổ nhất hình như khoảng 100 mấy chục năm, không quá 200 năm. Theo bạn thì nó không quá 200 năm, chỉ khoảng 100 mấy mươi năm đổ lại thôi. Nhưng mà tại sao các bạn đánh giá là chỉ 100 mấy mươi năm đổ lại thôi? Nhưng nhớ không làm là có đọc đâu đó nhưng mà không nhớ chính xác. À, thấy nó cũ, có rong rêu phải không ạ? Phải không ạ? Còn bạn Đức thì sao? Thì theo hỏi ý của bên ba người trong nhóm luôn là tụi em quyết định là 1892. À, còn đội 2 các bạn đưa ra xưa hơn nữa nè, các bạn coi nè. Ở 1750 tại sao ạ? Theo em suy luận là Nguyễn Hữu Cảnh vô khai phá miền Nam là khoảng gần hơn 300 năm thì em tính suy luận ra em giống đó. Hay ha. Hay. Đúng. Các bạn thấy chưa? Các thành viên của đội 1 các bạn đưa là siêu lận. Siêu lận nghe rất hay nhưng mà không biết là có đúng với đáp án hay không thôi. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là đáp án của chương trình 1744. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Và ai là người trả lời chính xác trong chương trình ngày hôm nay và nhận phần thưởng cao nhất? Đó là nàng Kitty của chúng ta. Nếu tôi nhớ không đầm thì nàng Kitty của chúng ta bây giờ có thể mở showroom cho xe Super Sapphire được rồi. Nàng đã nhận không biết bao nhiêu là giải thưởng chiếc xe Super Sapphire. Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta đến với phần công bố kết quả và trao giải của cả 4 vòng thi, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Từ ga Sài Gòn qua 15 nước Á Âu, ký sự quả xa hành trình xuyên lục địa sẽ giúp các bạn khám phá những hình ảnh sinh động hấp dẫn về những tuyến đường sắt của nhiều quốc gia, các vùng địa lý tự nhiên và các nền văn hóa. Mời quý vị tham gia cuộc hành trình thú vị này. DVD ký sự quả xa hành trình xuyên lục địa hiện được trung tâm dịch vụ truyền hình phát hành trọn bộ tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 8299045. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với phần công bố kết quả của vòng thi thứ tư. Trước tiên tôi được chúc mừng đội 2, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca, xin chúc mừng đội 2. Và xin chúc mừng quý khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Kitty có số điện thoại di động 0989310493 đã nhận phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi xin nhắc lại số điện thoại di động là 0989310493. Đó là nàng Kitty trên màn hình của chúng ta đã nhận giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó là chiếc xe Super Sapphire. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải của cả 4 vòng thi. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Xuân Cung, Phó Tổng Giám đốc của công ty Tiến Lộc lên trao giải thưởng. Xin mời ạ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng đầu tiên. Và đây là giải thưởng đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Giải thưởng này xin được dành tặng cho đội 1 và xin chúc mừng đội 1 ở giải thưởng này. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho quý vị khán giả có số điện thoại di động 0937 357 684 đã nhận phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VKF200i. Tôi xin nhắc lại, quý khán giả có số điện thoại 0937 357 684 đã nhận phần thưởng này. Đó là chiếc điện thoại di động đầu tiên Sony Ericsson VKF200i. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ hai. Trước tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này xin được dành tặng cho đội 2. Chúc mừng đội 2. Còn đây là phần thưởng chiếc điện thoại di động Sony Ericsson VKF610i. Phần thưởng này được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0909527748. Xin chúc mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đã trao giải thưởng cho cả hai vòng 1, vòng 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3. Tương tự như vậy, đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca, giải thưởng của vòng này được dành tặng cho đội 2. Một lần nữa, chúc mừng đội 2. Và chiếc điện thoại di động cuối cùng là điện thoại di động Sony Ericsson VKF880i. Và đây là phần điện thoại cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Điện thoại này được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0973778081. Xin chúc mừng quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng cuối cùng
giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên đến với giải thưởng cao nhất đó, chúng tôi xin dành tặng đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Giải thưởng này một lần nữa lại được dành tặng cho đội 2. Xin chúc mừng đội 2. Và đây là giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, chiếc xe Super Sapphire. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng này được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0989310493. Đó là quý khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Kitty của chúng ta, và trên màn hình cũng đã hiển thị. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại di động là 0989310493. Xin chúc mừng quý vị và các bạn. Và chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị khán giả đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận giải thưởng. Địa chỉ gồm có công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1. Điện thoại liên hệ 0891002158. Tôi xin lặp lại địa chỉ nhận giải thưởng: công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0891002158 để nhận phần thưởng này. Chúc mừng quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta đã trải qua 4 vòng thi của chương trình ngày hôm nay. Theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, đã có 42.683 lượt khán giả đã đăng nhập vào tấm nhắn tin tổng đài số 8308. Xin chúc mừng quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta cũng có thể ra trước cửa nhà để gặp gỡ những người hàng xóm, cùng chúc mừng cho đội tuyển của chúng ta đã bước vào vòng tứ kết của giải vô địch bóng đá châu Á. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.